xuống, nằm bất động ở trên mặt đất, được Thanh Xà đi ngang qua tốt bụng cứu giúp. Từ đó Đại tỷ Thanh Xà đã trở thành người tầm nghe thầm thương, nghe rằng ngày nào đó sẽ cưới cô ấy về làm vợ. Thời gian thấm thoát hoa nữa, Bạch Xà bạch rất lâu về trước ở nơi tận cùng của thế giới, gần bên bờ Vong Xuyên. Con rồng nhỏ cầm nghe bị thương rơi xuống, nằm bất động ở trên mặt đất, được Thanh Xà đi ngang qua tốt bụng cứu giúp. Từ đó Đại tỷ Thanh Xà đã trở thành người tầm nghe thầm thương, thề rằng ngày nào đó nhìn như nhẫn quá. Đây mà có hồn ra lao rồi. Đây sao đây tỉ quá con.
Sáng tới đây chắc đã mẹ ông mua quá. Ừ. Mà họ dừng rất nhỏ á, sao không mua bò luôn. Chở đi bố.